Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường Đại học Y Dược. Đây là trường đại học thành viên thứ 8 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trường Đại học Y Dược được thành lập trên cơ sở nâng cấp phát triển khoa y dược. Khác với các trường đào tạo y dược khác, Trường Đại học Y Dược được xây dựng và hoạt động trên cơ sở kết hợp khoa học và công nghệ y dược hiện đại với thế mạnh của khoa học cơ bản và công nghệ của các trường đại học thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Y Dược hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định. Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Dược và chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn Đại học Y Dược sẽ đào tạo được những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng viên chất lượng để đáp ứng yêu cầu cấp thiết hiện nay về nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao, phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.